chào tất cả mọi người. Trong video trước thì mình có giới thiệu với mọi người về cách đấu nối timer cũng như ban từ vào trong nguồn điện và nguồn nước của gia đình mình. Trong video này thì mình xin giới thiệu một cái thiết bị hẹn giờ mới, đó là một cái timer xài pin và không phải đi qua ban từ. Sau đây thì mời mọi người xem. Đây là cái timer mà mình vừa nhắc đến, thì timer này là xài pin hoàn toàn luôn, không có phải đấu nối với nguồn điện của gia đình mình, cho nên nó rất là an toàn. Timer này có viên pin 9V và nhà cung cấp người ta cam kết với mình là viên pin của nó có thể xài lên đến 1 năm. Thì cách đấu nối nó vào nguồn nước của gia đình thì rất là đơn giản. Ví dụ đây là nguồn nước chính, thì mình sẽ cho cái timer này nó chỉ cần đi ngang qua nguồn nước là được. Các bạn lưu ý, ví dụ như là mình nó có hai, mình có chỉ cần đưa nó lên và đưa nó qua, thì mình không nên đấu cái timer này đi trên đường nước lên, bởi vì nó còn một hệ thống lọc nước của nó nữa, cho nên mình phải đưa nó vào cái đường nước mà từ trên đi xuống thì nó sẽ tốt hơn. Và nhớ là để timer đứng, không để timer nằm ngang hoặc là nằm xiên. Sau đây thì mời các bạn xem sơ qua về cách thức mà nó vận hành cái nguồn nước. Rồi, mình đã vừa bật timer đó, thì nguồn nước chạy từ đây xuống đây và đi qua một cái hệ thống lọc ngay chỗ này. Song song với đó thì bắt đầu nước nó sẽ đi qua cái hệ thống tưới nhỏ giọt của tụi mình. Cái hệ thống nước nhỏ giọt này thì nó có thể đi lên đến từ 2 cho đến 35 lít nước trong 1 phút. Rồi sau đây mình sẽ tắt. Rồi, trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cách chỉnh cái timer này. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video clip.